Trái đất là một hành tinh đặc biệt, nơi có con người và các loài sinh vật cùng sinh sống. Tại sao trái đất lại đặc biệt như vậy? Bởi lý do hiệu ứng nhà kính. Nhà kính là một công trình có tường và mái che bằng kính. Kính trong cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà kính, đồng thời giữ nhiệt của mặt trời ở bên trong. Đây là cách nhà kính giữ ấm cho cây, kể cả vào ban đêm và mùa đông. Hiệu ứng nhà kính giữ cho trái đất ấm lên theo cách tương tự. Trái đất không được bao quanh bởi kính, nhưng nó được bao quanh bởi một lớp khí gọi là khí quyển. Vào ban ngày, mặt trời chiếu qua bầu khí quyển, làm ấm bề mặt trái đất. Sau khi mặt trời lặn, bề mặt trái đất nguội đi. Điều này giải phóng nhiệt trở lại không khí. Tuy nhiên, một phần nhiệt đó bị giữ lại bởi các khí trong khí quyển. Các khí giữ nhiệt đó được gọi là khí nhà kính, như CO2, hơi nước, metan. Trái đất cần cân bằng khí nhà kính để duy trì nhiệt độ thích hợp cho các sinh vật và sự sống. Tuy nhiên, một số hoạt động của con người đang làm thay đổi lượng kính khí nhà kính trong tự nhiên. Ví dụ, đốt các nhiên liệu hóa thạch thải ra nhiều khí CO2 hơn vào bầu khí quyển của chúng ta. Những khí nhà kính bổ sung này có thể khiến bầu khí quyển ngày càng giữ nhiệt nhiều hơn, dẫn đến trái đất ấm hơn. Các vệ tinh của NASA liên tục đo các khí nhà kính trong bầu khí quyển. Họ đã quan sát thấy sự gia tăng của lượng CO2 và các khí nhà kính khác. Thông tin từ vệ tinh của NASA có thể giúp các nhà khoa học tìm ra các chất khí nhà kính đến từ đâu và kết thúc ra sao trong bầu khí quyển của chúng ta. Những thông tin này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tác động của khí nhà kính đối với khí hậu trên trái đất.